thưa các anh các chị là em được học buổi đầu tiên của thầy là cách đây 4 năm. Là lúc đấy em mới kinh doanh cái ngành nghề rượu được 2 năm thôi. Vâng, và từ những cái triết lý cũng như là những cái bài học của thầy đến ngày hôm nay, tuy là cái giá trị về lợi nhuận chưa thực sự để mặt cao, nhưng mà cái giá trị cốt lõi mà những khách hàng tin tưởng mình thì em đã đạt được này. Thầy giáo không biết là em làm được hay không, nhưng mà riêng cái việc em nói như vậy về mặt nhận thức ấy là quá đúng. Cuối cùng chỉ cần hai chữ đàng hoàng và nó sẽ thành Lê Thẩm Dương này. Đàng hoàng là có thật. Cái giá trị của nó không lớn, nhưng quan trọng là em nghĩ là đầu tiên là giá trị cảm xúc khi mà mọi người tới đây có một trạng thái rất là hân hoan. Tiếp theo là chai rượu cũng được ngâm lạnh và bảo quản đúng đủ nhiệt độ, nên khi mà cái giá trị mình nhận được nó là tuyệt đối đúng tương đương với cái giá trị mà nhà sản xuất đã sản xuất ở trong rượu này. Tôi sống ở miền Nam 40 năm, tôi không có văn hóa xã giao, mà tôi lại là cái anh chàng thuốc lá cái rượu là phân biệt rõ lắm. Cho nên là tôi có lời khen cho em. Có một cái tiếng vang là em hồ hoàn lắm. Cái ly này nó vừa phải, nó làm cho người ta không bị ngờ. Cái độ lạnh đẩy vào cổ này. Cái anh mà sợ bị mỏng thì cũng được, mà anh không bị mỏng thì cũng được. Chưa kể là phù hợp để biết. Cho nên nếu cùng rượu như nhau thì tôi khen em ở chỗ với tư cách nhà kinh tế thì cái phần trị giá gia tăng nó nằm ngay ở trong cái chai rượu gốc. Tôi chưa nói chất dịch vụ. Thì dịch vụ chính là cái khuôn viên nhà, là cái không khí. Cho nên người ta mua một cái nhà thì tiền nhà là một vế, nhưng tiền không gian lại là tiền vế, tức là tiền tầm mắt, đúng không ạ? Và tiền oxy xung quanh lại là một vế, thì cái này nó tương tự. Cho nên là tôi mua cái ly này của em, nếu tôi là khách hàng thì tôi mua giá trị của kết cấu cái ly, tôi mua cái độ lạnh, nhưng mà chỉ có rượu, đúng không? Tôi mua cái khung cảnh tôi ngộ đều là tiền hết. Còn ví dụ mà chai rượu này là 10 đồng ở nơi khác, ly rượu là 10 đồng, nếu em bán 25 đồng tôi sẽ đến đây chứ không đến chỗ 10 đồng. Còn người ta bảo tôi là đắt hay rẻ, tôi quan tâm tôi là kẻ yếu nếu tôi mua 25 đồng, đúng không? Cảm ơn. Ok. Nhưng mà giỏi là đấy là giỏi, có ý thức và đánh đúng khe ở khách hàng đấy. Dần dần đến cái mức này, cái ly này chỉ có 5 đồng, à lượng rượu có 5 đồng mà những cái tôi nói vừa rồi cộng lại nó lên đến 50 đồng. Người ta mua cái đó chứ mày mua hẳn cái rượu này đâu. Em đang đi đúng hướng, ít người làm được. Cho nên có lời khen đấy. Có thể hình như tôi khen chưa hết. Không, nhưng mà tí tôi nói tiếp. Dạ, vâng ạ. Vâng. Rồi. Dạ, cảm ơn mọi người. Sáng nay tôi đã ngồi trên TV cảm sáng, mà em đã qua quay phim để cả chú ý.
Trường Doanh Nhân PR.